Tuần lễ sản phẩm ô cốp và sản phẩm đặc trưng vùng miền năm 2023 đang diễn ra tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh với sự tham gia của nhiều tỉnh, thành phố, trưng bày, triển lãm các sản phẩm ô cốp, sản phẩm đặc trưng vùng miền được thiết kế theo đặc trưng văn hóa của từng vùng miền. Là một trong những đơn vị tiên phong trong xây dựng sản phẩm ô cốp, đến nay công ty cổ phần thực phẩm xanh Thành Đồng tại Đắk Lắk đã có 4 sản phẩm đạt tiêu chuẩn 4 sao và 3 sao Dịp này, công ty giới thiệu đến khách tham quan nhiều sản vật địa phương đạt ô cốp như nấm linh chi, nấm mèo, nấm bào ngư, nấm sò. Với mong muốn mang đến cho người tiêu dùng những sản phẩm chất lượng, công ty cổ phần thực phẩm xanh Thành Đồng cũng đầu tư trang trại nấm quy mô lớn hướng đến chuẩn nông nghiệp sạch. Đối với các sản phẩm nấm của Thành Đồng ấy thì đang định hướng là theo cái hướng hữu cơ, nông nghiệp xanh. À, tuần hoàn. Công ty uh, trong năm tới cũng đang định hướng hướng là thực hiện việc mà chế biến sâu uh, các cái sản phẩm nhằm gia tăng cái giá trị của các cái sản phẩm uh, và tạo công an việc làm cho bà con địa phương. Tuần lễ sản phẩm ô cốp và sản phẩm đặc trưng vùng miền cũng là cơ hội để các đơn vị doanh nghiệp kết nối hiệu quả với các kênh xúc tiến thương mại tại thị trường thành phố Hồ Chí Minh và quốc tế qua đó nâng cao giá trị thương hiệu sản phẩm đẩy nhanh tiến trình xây dựng nông thôn mới và giúp người dân mở rộng quy mô sản xuất nâng cao giá trị gia tăng của sản phẩm